công ty du học hàng đầu tại Việt Nam sẽ chia sẻ với các bạn mẹo tránh thất lạc hành lý khi đi du học. Thất lạc hành lý là một điều có thể xảy ra đối với tất cả các du học sinh, và đặc biệt là vào khoảng thời gian thường xuyên du lịch vào các dịp hè. Và để tránh rơi vào cái hoàn cảnh này thì hôm nay Tam Đại Dương xin chia sẻ với các bạn những cái mẹo nhỏ để các bạn có thể là bỏ túi trong lúc mà đi du học. Thứ nhất đó là loại bỏ những chiếc thẻ hành lý cũ. Thì trước một cái hành lý mới, bạn nên kiểm tra xem là trên cái hành lý có còn đính cái mẫu giấy hay là cái mẫu thẻ cũ hay là không, và bỏ hẳn chúng đi. Rất nhiều người đã không thể biết được đâu là cái mã số của nhân viên sân bay mới vừa đính trên hành lý của mình vì bị nhầm lẫn với những cái số cũ chưa được loại bỏ. Và điều này thì có thể là khiến bạn gặp rắc rối trong cái khâu là kiểm tra hành lý lúc rời sân bay. Thứ hai đó là bạn nên điền đầy đủ thông tin vào cái thẻ hành lý của mình. Một hành lý thông thường thì luôn chứa đựng những cái thông tin chính xác của chủ nhân ở cái bản thông tin. Nếu ngài ghi địa chỉ nhà riêng thì bạn có thể là điền tên cơ quan, bố mẹ hoặc là trường học hay là chỗ ở mà bạn sẽ nghỉ làm trong cái khoảng thời gian du lịch. Đồng thời thì cái lịch trình của bạn cũng được ghi ra cụ thể trong cái bản lá tên này. Như vậy thì bạn sẽ có thể là nhận lại cái hành lý ngay trong hành lý của mình. Và tiếp theo thì cần phải khẳng định chủ quyền bên trong hành lý. Nghĩa là sao? Nghĩa là mọi người thì thường là rất quan tâm đến việc là Dani đóng mát ở bên ngoài cho cái vali. Tuy nhiên thì việc làm mà đóng dấu ở bên trong hành lý thì cũng rất quan trọng, vì nó là dấu hiệu cho rằng là nó là của riêng bạn, và điều này thì còn giúp bạn là khẳng định được chủ quyền khi mà khai báo hoặc là xác minh là cái quyền sở hữu để nhận lại đúng cái hành lý của mình. Và bạn cũng chọn những cái dấu hiệu màu mè, như là hãy chọn một cái mẫu dây màu hay là bất kỳ một cái thứ gì sặc sỡ để cột vào cái vai hay là cái dây kéo hành lý, nhằm để giúp bạn nhận diện chúng từ xa trên cái băng truyền. Và việc đụng hàng mẫu mã hành lý ở sân bay là cái chuyện thường xuyên xảy ra. Chính vì thế đây là cách hiệu quả để giúp bạn phân biệt được cái hành lý của mình từ xa. Và một cái bức ảnh làm tính phòng thân thì khi bạn bắt đầu kiểm tra hành lý thì bạn hãy chụp một cái bức ảnh hành lý về túi sách của bạn. Nếu như mà chụp được bằng điện thoại di động và luôn kẹt kẹt bên mình thì hãy hình ảnh đó thì càng tốt. Và nói thì có sách mắt có chứng, một bức ảnh chụp đích thì cái hành lý của bạn phải có giá trị hơn nhiều những cái lời nói miêu tả không đâu vào đâu. Và có một cách để luôn mang theo những cái hình ảnh đó là bạn hãy in nó ra và kẹp vào cái tờ giấy phòng thân luôn mang bên mình, trong cái ví đựng bát bo chẳng hạn. Và trong trường hợp bị mất hành lý thì bạn có thể để lại bức hình này tại cái quầy thất lạc và tìm kiếm có mặt ở tất cả các sân bay quốc tế, và để cho các nhân viên chủ động trong cái việc là xác định danh tính của chủ nhân hành lý. Và cái cuối cùng mà Tân Đại Dương muốn chia sẻ với các bạn đó là lập ra một cái danh mục kê khai. Bạn nên có một cái danh mục kê khai những cái món đồ trong hành lý, hoặc chí ít thì cũng ghi nhớ là trong đầu để có thể là dễ dàng trong cái khâu là khai báo cái dịch vụ thất lạc và tìm kiếm. Một cái danh mục của bạn càng chi tiết thì cái khả năng đối chứng xác minh hành lý thì càng được thuận tiện hơn. Và tôi là Dương, hy vọng qua những cái thông tin trên thì sẽ giúp các bạn có thêm được những cái hành trang khi mà đi du học hoặc là du lịch thuận tiện hơn và an toàn hơn. Mọi thông tin thắc mắc về hồ sơ thủ tục như thế nào thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, theo địa chỉ quận nhất, quận 5, hoặc qua điện thoại trực tiếp về số hotline 0838484879, hoặc truy cập tại website